Thưa quý vị và các bạn, sáng nay trường Cao đẳng Kiên Giang đã tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh năm học 2022-2023. Gần 1.700 học sinh các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trong tỉnh đến tư vấn, tham quan và tìm hiểu về trường. Tư vấn tuyển sinh là hoạt động thường niên của trường Cao đẳng Kiên Giang. Mục đích là để học sinh lớp 9 và lớp 12 đến tham quan thực tế các hoạt động giảng dạy và các hoạt động khác của trường. Tại đây, các em được tư vấn, giới thiệu chung các ngành nghề cũng như thế mạnh của trường. Bên cạnh đó, các khoa chuyên môn còn giới thiệu cho các em biết kiến thức sẽ được lĩnh hội như thế nào, phương thức tổ chức hoạt động giảng dạy, học tập ra sao. Qua đó, học sinh có thể xác định được ngành nghề dự kiến các em có thể học trong tương lai. Thì đến đây cũng là do nhà trường tạo điều kiện đến đây để tham quan. Và em thấy là ở đây là một môi trường rất tốt. Và em đang theo đuổi ngành nghề đó là ngành nghề du lịch. Tại bởi vì Kiên Giang mình có đang mở rộng rất nhiều địa điểm du lịch, có thể quảng bá cho Kiên Giang mình và có điều kiện thăng tiến công việc rất là cao. Vậy là em tham quan ở trường để em muốn là tìm hiểu nơi em sẽ học tiếp theo và em nghĩ là em sẽ học nghề và học ở trường luôn. Trước khi đến đây thì em cũng đã tìm hiểu là về trường một chút, về những thông tin, những hoạt động cá nhân của trường. Thì em thấy rất là thú vị. Là trường công lập có bề dày lịch sử lâu dài, trường Cao đẳng Kiên Giang có nhiều lợi thế nhất định, đó là đào tạo ra nhiều thế hệ học sinh, sinh viên có chất lượng tốt, tiêu chí xét tuyển đơn giản, thời gian đào tạo được cải tiến, rút ngắn từ 2 đến 2 năm rưỡi đối với bậc cao đẳng và từ 1 năm rưỡi đến 2 năm đối với bậc trung cấp. Trường đào tạo đa dạng ngành nghề từ kỹ thuật, công nghệ đến kinh tế, du lịch, tiếng Anh và nông nghiệp. Ngoài ra, sinh viên có thể học liên thông lên bậc cao hơn ở các trường đại học lớn trong nước. Học phí thấp, có nhiều chế độ, chính sách ưu đãi và học bổng hấp dẫn. Riêng hệ trung cấp được miễn phí 100% học phí. Đặc biệt, trường luôn quan tâm đến việc giáo dục, đào tạo, gắn với giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên. Nhà trường mình thực ra thì cái thế mạnh đặc biệt của nhà trường là mình gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp. Và sinh viên trong quá trình học là mấy em đã được tiếp cận với doanh nghiệp, có thể có việc làm trong quá trình học. Và trong quá trình thực tập thì mấy em cũng nhận được cái lương trong quá trình thực tập. Và như thế thì mấy em ra trường là có thể tiếp cận được ngay với công việc và đảm bảo được cái công việc sau khi tốt nghiệp. Để việc tư vấn đạt chất lượng hiệu quả và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh tốt, nhà trường đã chia các khung giờ thích hợp để chào đón học sinh các trường trung học phổ thông Thạnh Đông, Vĩnh Thắng, Châu Thành, Bình Sơn, Nam Thái Sơn, Sóc Sơn, U Minh Thượng, Nguyễn Trung Trực, Ngô Sĩ Liên và các trường trung học cơ sở như Nguyễn Trãi, Ngô Quyền đến tham quan trải nghiệm. Thầy và trò các trường đều hào hứng với sự chia sẻ, giới thiệu của bộ phận tuyển sinh trường Cao đẳng Kiên Giang. Còn riêng đối với cái môi trường này, của cái trường này thì cũng đã nhiều năm nay thì nhà trường cũng tổ chức cho các em mỗi một năm đều tổ chức một đợt dẫn các em đi tham quan thực tế. Và cái thứ nhất là cái địa bàn thì nó rất là gần, rồi cái thứ hai là cái môi trường học thì rất là thân thiện ha. Về cái cách thức tổ chức cũng giống như là cái chương trình giáo dục và đào tạo của trường thì nó phù hợp với cái giai đoạn hiện nay. Theo định hướng, đến năm 2030, trường Cao đẳng Kiên Giang cơ bản trở thành trường chất lượng cao của hệ thống giáo dục nhà nước. Trường đã và đang đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng tốt để cung cấp cho xã hội, có phẩm chất đạo đức và ý thức kỷ luật cao, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho doanh nghiệp và thị trường lao động.